Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Nhân dân huyện Mường Khương đã tổ chức kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cùng một số nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có đồng chí Giàng Mạnh Nhà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện tại kỳ họp, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển ổn định với nhiều chỉ tiêu quan trọng có mức tăng trưởng khá. Nổi bật là tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 27.000 tấn. Các vùng sản xuất hàng hóa trên địa bàn tiếp tục được duy trì, phát triển theo kế hoạch. Hiện toàn huyện có trên 2.900 hectare chè, sản lượng thu hoạch đạt 5.500 tấn, giá trị ước đạt 33 tỷ đồng. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong 6 tháng đầu năm, nhân dân đã hiến trên 1.000 mét vuông đất, ủng hộ 1.240 ngày công lao động, trên 146 triệu đồng tiền mặt trong xây dựng nông thôn mới. Kỳ họp đã xem xét và biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng như phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 17, kết quả thỏa thuận của Thường trực Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân huyện giữa hai kỳ họp, nghị quyết về chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2020 của Hội đồng Nhân dân huyện. Hội đồng Nhân dân huyện Bảo Thắng khóa 18 vừa tổ chức thành công kỳ họp thứ 12. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của huyện có bước phát triển ổn định, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản đạt tiến độ và tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 21.000 tấn, tăng 315 tấn so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 22% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo 6 tháng đầu năm giảm 1,84%. Trong tổng số 24 mục tiêu của Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, có 10 mục tiêu đạt và vượt, 11 mục tiêu đạt từ 70% đến 99%. Kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18 cũng đã thông qua 8 nghị quyết quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, trung bình mỗi hecta trồng quế đạt 10 năm tuổi, nông dân có thu nhập từ 500 đến 700 triệu đồng. Với khoản thu lớn, nhiều nông dân trong tỉnh đã chủ động mở rộng diện tích trồng quế. Tuy nhiên, những vùng nào có thể trồng được quế và chất lượng tinh dầu quế như thế nào đang là câu hỏi được đặt ra, cần phải tính toán kỹ gắn với công tác quy hoạch để những vùng trồng quế đảm bảo chất lượng và đầu ra, thực sự giúp nông dân làm giàu bền vững. Phản ánh của phóng viên thời sự. 10 năm trước, diện tích đất đồi này chủ yếu trồng sắn, giờ đây được thay bằng trồng quế. Phong trào trồng quế thay sắn được triển khai rộng khắp đã giúp huyện Bảo Yên đạt tỷ lệ tán tre phủ rừng gần 55%. Gần 15.000 hecta quế đang được nông dân chăm sóc, hàng năm mang về nguồn thu hàng trăm tỷ đồng. So sánh với tất cả các cây trồng có thời gian sinh trưởng dài như cây mỡ, cây keo, bồ đề, ông Nguyễn Văn Thanh, xã Xuân Hòa thấy rằng không gì cho thu nhập cao bằng cây quế. Hiện mọi việc lớn nhỏ từ cho con cái học hành, chỉnh trang nhà ở theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới và mua được cả ô tô như thế này đều là từ cây quế. Ngày xưa là đất của chúng tôi đây thì dân tỉnh coi là chủ yếu là trồng sắn để chăn nuôi. Sau này chúng tôi bắt đầu mấy anh em thôi là sau cái dịp ăn Tết xong nói chuyện xong thì rủ nhau trồng cây quế. Theo quy hoạch vùng trồng quế và hệ thống các cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, vùng trồng quế của địa phương là 50 xã thuộc 4 huyện là Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn và Bắc Hà với tổng diện tích là 25.000 hecta. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích quế của toàn tỉnh đã đạt đến 26.600 hecta, vượt xa quy hoạch của tỉnh. Từ vùng quế Nậm Đét, huyện Bắc Hà được hình thành cách đây hơn 50 năm, đến nay tỉnh Lào Cai đã có diện tích quế đủ lớn để xây dựng các cơ sở chế biến sâu, đồng thời hướng đến việc xây dựng các vùng quế theo tiêu chuẩn hữu cơ để nâng cao giá trị xuất khẩu. Thành lập các tổ nhóm để tuyên truyền vận động thực hiện là quy trình trồng, nó có quy mô, có quy hoạch, rồi là có sơ đồ, bản đồ, thu hoạch thì phải là có sổ sách theo dõi, kiểm tra, giám sát, và hàng năm thì đánh giá. Qua đánh giá giả soát của ngành nông nghiệp, đến thời điểm hiện tại, Lào Cai có 6 nhà máy chế biến tinh dầu quế. Năm 2018, các nhà máy này đã thu mua đến gần 43.000 tấn cành, lá, quế để chưng cất tinh dầu, đồng thời thu mua trên 5.000 tấn vỏ quế các loại. Cũng theo đánh giá,
Tổng giá trị từ cây quế mang lại cho nông dân toàn tỉnh trong năm 2018 đạt đến gần 200 tỷ đồng. Vấn đề là phải tổ chức lại sản xuất để cây quế phát triển bền vững và thực sự là cây lâm nghiệp làm giàu cho nông dân. Để mà phát triển nó bền vững và ổn định thì tiếp tục chúng ta phải tiến hành tổ chức lại sản xuất. Là cái khâu mà rất là quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng và chúng ta quản lý được chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ của các cái sản phẩm này. Và từ đó thì sẽ đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm và ổn định cho thị trường. Và nó sẽ quyết định cho cái sản phẩm của chúng ta phát triển lâu dài. Theo tính toán, trong cùng một giai đoạn chăm sóc từ 13 đến 15 năm, nếu trồng cây mỡ, cây keo hay cây bồ đề, nông dân cũng chỉ đạt thu nhập tối đa lên đến 200 triệu đồng. Nhưng nếu trồng quế có thể đạt lên đến 700 triệu đồng. Như vậy, việc trồng quế đang mang lại giá trị cao gấp từ 4 đến 5 lần so với các loại cây lâm nghiệp khác trong cùng một công chăm sóc. Với hiệu quả kinh tế mà cây quế mang lại, Lào Cai cần phải điều chỉnh quy hoạch vùng trồng quế phù hợp gắn với cơ sở chế biến nhằm xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị cây quế Lào Cai. Huyện ủy Văn Bàn vừa tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi với sự tham gia của 22 báo cáo viên cấp huyện công tác tại các xã thị trấn. Tham gia hội thi, mỗi thí sinh trải qua hai phần thi thuyết trình và vấn đáp. Nội dung tập trung phản ánh nghị quyết Hội Trung ương 4 đến Trung ương 8 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 15, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ 20. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh có phần thi xuất sắc. Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện được tổ chức 2 năm một lần là cơ sở giúp cho cấp ủy các cấp đánh giá đúng thực chất về năng lực, trình độ và khả năng của đội ngũ báo cáo viên, từ đó có định hướng phù hợp trong công tác tuyên truyền miệng. Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Cùng với đó là hướng dẫn động viên cán bộ hội viên nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi. Cùng với việc tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào phát triển chăn nuôi trồng trọt, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, duy trì phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Đến thời điểm này, tổng dư nợ ủy thác qua hội cựu chiến binh là trên 614 tỷ đồng với 15.458 hộ vay, thuộc 520 tổ tiết kiệm và vay vốn. Khai thác hiệu quả nguồn vốn giải quyết việc làm do Trung ương hội cấp với phương thức xoay vòng, kết hợp với số tiền từ quỹ của hội, tạo điều kiện cho hội viên cựu chiến binh vay để phát triển sản xuất kinh doanh. Hiện toàn hội có 52 doanh nghiệp, 21 hợp tác xã, 1.383 gia trại, trang trại do hội viên và cựu chiến binh làm chủ, giải quyết hàng nghìn việc làm cho lao động tại chỗ. Hơn 1.000 mô hình của cựu chiến binh được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và trung ương. Từ hoạt động hỗ trợ, động viên hội viên cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo trong hội đã giảm đều qua từng năm. Đến thời điểm này, toàn hội có hơn 23.000 hội viên thì chỉ còn 6,67% số hộ nằm trong diện nghèo. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019. Ngày 18 tháng 7, Liên đoàn Lao động huyện Bắc Hà phối hợp với Ban Quản lý Quỹ Xã hội Công đoàn Lào Cai tổ chức trao tiền hỗ trợ sửa nhà máy ấm công đoàn cho hai đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công đoàn viên được hỗ trợ trong đợt này là chị Hoàng Thị Mai Hương, giáo viên trường mầm non Bảo Nhai và chị Hoàng Thị Mai Phương, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lầu Thí Ngài. Quỹ Xã hội Công đoàn Lào Cai hỗ trợ mỗi đoàn viên công đoàn 15 triệu đồng, cùng với đó là sự giúp đỡ của công đoàn địa phương và anh em họ hàng làng xóm. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm hỗ trợ cho những đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, để gia đình các đồng chí đoàn viên có chỗ ở ổn định, yên tâm công tác và lao động sản xuất. Thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2014-2020, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2019 và các năm tiếp theo sẽ đạt từ 5% tổng mức tiêu thụ năng lượng trên địa bàn trở lên. Để đạt được mục tiêu này, Ban chỉ đạo chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh quán triệt luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cùng các văn bản quy phạm liên quan được áp dụng cho từng ngành, từng lĩnh vực. Cụ thể, ở lĩnh vực công thương, bên cạnh tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực sử dụng năng lượng, thì hoạt động kiểm toán năng lượng tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn cần được đặc biệt chú trọng. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, cần khuyến khích triển khai hoạt động cải tiến công nghệ, sử dụng công nghệ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong sản xuất, gia công, chế biến, bảo quản, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp và phát triển ngành nghề.
Các lĩnh vực khác trên cơ sở đặc thù ngành nghề của mình phải tích cực áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đối với các huyện, thành phố, bên cạnh việc xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, cần phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả mô hình ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng để nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.